Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phạm Tấn xin chào ông bà và cô bác anh chị em. Chào buổi sáng, chúc cho bà ông bà cô bác được nhiều sức khỏe, an lành. Dạ, ông bà cô bác anh chị em thấy video này có ý nghĩa thì đăng ký ủng hộ giùm cho con. Con cảm ơn bà con cô bác. Đây cả nhà, đây là một cái khu lấy quả chỉ nha cả nhà. Quả chỉ này về tặng cho nhà thuốc của chú Tư. Bao gì mới được á hả? Thấy không, rõ ràng không? Ông đã chửi cho nó gì gan không, quẹo nữa không? Ông dữ lắm. Đưa cái máy nào rồi, yếu yếu với ổng là không có được, thấy không? Dạ, cả nhà thấy video này có nghĩa thì cho mình vừa đăng ký kênh, vừa chia sẻ cả nhà. Quá rồi. Chỉ nè cả nhà, là một loại cỏ mà để cho chú Tư uống hốt, để cho bà con cô bác uống nha cả nhà. Đây là một vị thuốc nữa nha cả nhà. Anh em làm rồi cũng tích cực đông ra. Chỗ đó sao không lấy? Cái gì? Trời ơi, chỗ bên đó mệt. Trước sau thì cũng lấy à. Có đâu. Thấy không, thấy quơ không? Thấy không, đưa máy là quơ đó. Trong đây nhà, đây là thì cũng được 7-8 máy nha. Xài ta trước mặt đó. Nhà thấy bây giờ có ý nghĩa cho mình vừa đăng ký kênh cả nhà. Đây là nhà thuốc của Lâm Bình thì lấy cỏ chỉ về cho nhà thuốc thứ tư Trung An ở Bình Điển Mỹ cả nhà. Đứt dây đó. Cái nhà đây là mấy chú này ở Long Bình nha. À, này anh ở đâu đi lấy cỏ chỉ anh? Dạ, kính thưa tôi ở địa phương ở xã Văn Hội. Dạ. Phú An Giang. Này lấy cái chỉ về cho ai chú? Lấy cỏ chỉ này về để
cho chú Tuyên Hoang ở Bình Thủy, Bình Mỹ ở dưới. Ở đó sao không lấy đi đâu nữa, giờ chỗ đó nó có chút xíu rồi hết rồi. Này cả nhà, mấy chú mấy bác đang lấy cỏ chỉ này cả nhà. Nó thay ông đội trưởng ghê gần chết luôn, ông cầm cái máy ông quơ quá quơ. Cái máy này anh quơ cỡ nào nó cũng đứt, nó không có lấy đâu anh, từ từ là nó. Cái nhà thấy đông không? Bữa nay đi có chỉ đi nhiều nữa cả nhà. Cả nhà thấy video này có ý nghĩa đi, cho mình một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Đây cả nhà, mấy anh mấy chú lấy cỏ chỉ về nhà thuốc thứ tư cả nhà. Đây là một khu trời ở giữa đồng, ở khách hàng cả nhà, Phần Kỳ. Nhà đây là đồng vô lỗ lúa nhà ở nửa đồng đó. Đây lấy đây rồi mới chạy tải xe ra. Đấy một trong những khu xài ở đây cái này. Nhà thấy video này có ý nghĩa đi, cho mình một lượt lấy kinh, một lượt chia sẻ cả nhà, để cho mình cải thiện hơn, được để giúp cho bà con cô bác biết được thuốc mình lấy thuốc này, thuốc gì đó nha. Hey. Thằng Linh này sớm giờ nó ở đâu ta? Nó bị giữ đi. Nó ở đây. Tốt trước á. Phải không? Nó còn cắt thanh lép mà ta. Ít hả? Cái này ít hả? Cắt đi. Kiếm hoài. Nó cắt của ổng đâu? Quá rồi, ta cắt cái đó kìa, nó quá với ngàn Linh đó, nó như này có người hốt cho ta. Ừ, nó ngoài hốt không? Giờ không. Hốt nhiều thì vốn nhiều. Quá hốt rồi. Trên đây có đi rồi hả? Có rồi, đi chưa? Bây giờ đi ra chuyến trại nó dễ dàng như vậy. Nước táo lạnh nè. Đây chứ. Xin mới được 2 chai á. Cái này ít cơ. Còn cái luồng này nữa mà đi làm cái luồng đó làm rồi mà còn chưa vô kìa. Chen. Cái đường này làm rồi mà chưa vô nữa, đường này nè. Đường này với đường này nè. Làm rồi hết trơn đó mà chưa vô bao á. Ở kìa, bắn dưới vậy kìa, bắn, đang... Chị lấy bên đây đi coi cái đám mấy đám này nè. Chạy. Ở đây nè, bắn ba đen rồi nóc bên chân mới đó. Ta lấy dài lên kìa. Đây cả nhà, trong cái vườn xài. Nó mấy chú đang lấy bụi thối.
em đi phải đem cho phá theo vậy luôn á hả? Mấy chú lấy thuốc cũng đi lấy thuốc thiện nguyện về cho nhà thuốc Tuyên Quang. Dạ. Thì em Út cái nói chuyện chưa được ấy, chưa được gần thông thỏ cho mấy thành anh với em cũng thông cảm con hỷ. Dạ thì công việc ai thì làm, em thì nó như cái này là nó em muốn dùng nó rồi đó, tải xe ra tải thuốc ra cái nè em một cánh đồng ruộng bao la luôn á, rồi mới chạy ra ngoài cũng cỡ 500 mét à, cỡ 500 mét á mới ra tới ngoài đường, 500-600 mét á mới ra tới ngoài đường cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái khu xài của mình ta. Đó, cả nhà. Cái gì vậy? Cá. Không phải đâu mà biết cái gì phải không, mấy cái ông nãy cái ông ụ lương á, ụ cá lương á, chưa có chín đâu mà lấy, chủ vườn người ta đó, chủ vườn người ta đi vòng vòng nãy giờ đó. Đây. Mà ở nhà ăn cơm nha. Đó, ăn cơm với đây là bà Sáu ở Long Bình nha cả nhà. Bà chợ cơm cho anh em đi lấy thuốc nam. Đó. Dạ. Thôi nha, từ từ nè. Mà ở nhà ăn cơm với anh em ăn cơm ngoài nửa đồng nha cả nhà. À, giờ này tới giờ ăn cơm nè quý vị ơi. Đói rồi, chứ vậy nào xem qua đi lấy cỏ chỉ này ở Long Bình á, thì quý vị nhớ đăng ký giùm nghe đồng đạo, chú ý đồng đạo. Đăng ký kênh Phạm Minh Tuấn Vlog á quý vị ơi. Ủng hộ tinh thần cho đoàn phát. Đó, kem đó. Đây nghe nha. Cơm, tàu hũ. À, đẹp không á nhà? Có ngon cái gì không? Quá đẹp. Cái xà đông hai thấy mũ vậy đó. À, cá kho. Kho chai nghe. Cá kho kho chai luôn. Cá kho. Mà ta kho chai nghe nhưng xấu chứ không phải kho mặn. Thịt nó tôm đó. Cái này cái gì nó mít à. Người ta nói gieo duyên, còn con vợ chỉ nó biết cho nên có duyên. Còn mày nữa đây cá kho. Ơi. Cá bỏ vô ngoài. Ta ném đi. Đây. Tao ăn bánh mì toàn. Vút vút ăn đi. Đây nghe ở nhà, mời ở nhà ăn cơm. Ăn cơm quay quà. Ăn cơm ở nhà ơi. Em ăn mau lắm. Yên tâm đi. Không có quay được. Ê, lọt cái máy sư phụ xong bây giờ. Nè, mời ở nhà ăn cơm nha, ăn cơm ở ngoài đồng vui lắm nha cả nhà nó. Đây. Đây 4 5 bọc bánh mì nè, ăn cho hết luôn mấy người kia mới được. Mời cả nhà ăn cơm với mấy chú mấy bác nha cả nhà.
chứ mình thì nhỏ, mình kêu chú bác đi chứ với anh em đồ trong đồng đạo. Dạ nãy còn 4 bao, con chở 2 bao rồi, ảnh nói thôi để cho ảnh dồn cho ảnh thêm 2 bao nữa là 4 bao rồi, không chở ra ngoài rồi. Chưa vô hả? Dạ. Ở nhà anh em đang ăn cơm trưa, đang hết thuốc rồi cả nhà, ăn cơm trưa đặng ăn về cả nhà, em mơ đi lấy dúi chưa, mơ lấy đi kiếm thuốc khác dúi nữa. Bữa nào đi cho hay. Thôi mơ có lấy mấy cỡ gai gì không nữa. Đội trưởng này cũng ghê lắm. Nè cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà thấy video này có ý nghĩa thì cho mình một lượt đăng ký kênh. Dạ Phạm Tấn Vlog xin chào ông bà và cô bác, anh chị em. Dạ con cũng nhờ ông bà cô bác anh chị em đăng ký kênh ủng hộ dùm cho em. Dạ con cảm ơn. Dạ xin tạm biệt bà con cô bác.